À, kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm 2023 và bước sang năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn. Trong năm 2024, các nhà tử vi học dự đoán rằng cuộc sống của những gia chủ tuổi Ất Sửu Nam Mạng sẽ có những cái thay đổi chóng mặt. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội thì cái sự nghiệp của quý ông tuổi Ất Sửu sẽ có những cái bước tiến triển đáng kinh ngạc. Họ sẽ có những cái thành công lớn trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp của mình. Vậy thì cái vận trình tử vi, con đường công danh sự nghiệp, gia đạo của những người tuổi Ất Sửu Nam Mạng trong năm 2024 sẽ có những cái điểm nào nổi bật? Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, Nam Mạng, trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được cái vận thế cũng như là đưa ra cách thức hóa giải, nắm bắt được cái vận thế để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc và sức khỏe cho quý vị. Quý vị thân mến, những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, Nam Mạng, thì người này có thiên can là Ất, địa chi là Sửu, có lá số tử vi là âm nam, đúng không ạ? Người này có ngũ hành bản mệnh là Hải Trung Kim, có cung mệnh là cung Càn thuộc Kim, được gọi là Hải Nội Chi Ngưu, có nghĩa là trâu trong biển, có xương con trâu, tướng tinh con chó, con nhà Bạch Đế, phú quý. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Ất Sửu 1985 Nam Mạng thì gặp cái vận là Ất gặp Giáp thì nó là gì? Nó là kiếp tài đó. Thì bị kiếp tài lâm vận nên là công việc nó ảnh hưởng tiêu cực. Dù gia chủ đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn khó tránh khỏi những cái sai lầm. Kết quả thu về cũng tạm ổn chứ chưa thực sự là khiến cho bản mệnh được mãn nguyện. Bên cạnh đó, trong cái năm ấy thì cái hạn tiểu nhân nó khá là vượng. Quý vị cũng cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói, hành sự thì phải thận trọng. Điều tiết các mối quan hệ, lấy cương chế nhu thì ắt sẽ thu phục được lòng người. Ở trong năm nó sẽ xảy ra những cái tình trạng là mất cắp, mất trộm hoặc đánh rơi đồ. Nó có thể xảy ra liên tiếp. Vậy nên là quý vị cần phải hết sức đề phòng. Đó, đặc biệt là trong cái năm nay không nên tham gia vào những trò chơi may rủi, cờ bạc đỏ đen. Nếu mà không ấy, quý vị sẽ bị cháy túi mà còn có thể là gây ra những cái cuộc tranh cãi ẩu đả phức tạp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe và thanh danh, đôi khi lại còn vướng phải cái vòng lao lý pháp luật nữa. Vì thế mà gia chủ cần phải hết sức đề phòng trong năm này. Bên cạnh đó, cái trong năm gặp cục diện là tương phá với Thái Tuế. Vậy nên là những người tuổi Ất Sửu 1985 này, trong cái năm này ấy, thì nói chung ấy gặp nhiều cái thất bại trong cuộc sống và tổn thất trong chuyện làm ăn. Vận may thì nó sa sút, tiểu nhân thị phi thì nó bủa vây trong năm này đó. Vì vậy mà những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm cần phải hết sức lưu ý nhé. Với những người tuổi Ất Sửu, do gặp cục diện là tương phá với Thái Tuế, mà Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Vậy nên là gặp cục diện tương phá Thái Tuế thì cái vận trình trong năm nó không được tốt. Các cụ có câu nói là gì? Thái Tuế đương đồ tọa, vô hỷ ắt hiếu họa. Vì thế mà cái tai nạn, cái tai ương, cái vận xui nó có thể đến bất cứ khi nào. Vậy nên trong năm ấy thì quý vị cũng cần phải sử dụng một cái kim bài Thái Tuế mang theo bên mình để hóa giải cái hạn Thái Tuế. Khi quý vị mang theo cái kim bài Thái Tuế bên mình thì sẽ được Thái Tuế che chở trợ giúp, giúp cho vận trình năm được thuận lợi may mắn, đúng không ạ? Bên cạnh đó, cái kim bài Thái Tuế cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Thái Tuế tinh quân năm 2024 năm Giáp Thìn là Lý Thành đại tướng quân. Biểu tượng của ngài là một tay cầm kiếm và một tay cầm một túi vải đó. Cái kim bài đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể để trong túi, trong ví hoặc là sau cái ốc điện thoại ấy, để nghênh đón Thái Tuế mang lại một năm bình yên và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Thưa quý vị, trong năm ấy thì những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 Nam Mạng thì nói chung ấy thì sẽ gặp cái lưu niên nó lâm một đất tử, đúng không ạ? Lâm một đất tử. Cái lưu niên nó lâm một đất tử ấy, vậy nên là nó nói lên rằng là những người 1985 tuổi Ất Sửu Nam Mạng thì sẽ phải đối mặt với nhiều cái biến động trong công việc. Các kế hoạch thì nó tiến triển chậm hơn so với cái dự kiến, hoặc là bị người khác nghi ngờ, ngờ vực ấy, khiến cho cái tinh thần của gia chủ dễ bị lung lay. Dù có nhiều cái dự định trong năm nhưng mà bản mệnh cũng không nên nôn nóng mà hãy cân nhắc sắp xếp các kế hoạch kỹ lưỡng.
và cần phải chú trọng đến công việc thì nó mới được hanh thông thuận lợi. Thêm nữa, trong năm ấy thì những gia chủ Ất Sửu 1985 là 40 tuổi, 40 tuổi đúng không ạ? Gặp cái năm 40 tuổi này thì quý vị gặp cái sao hạn. Cái sao hạn là cái sao Thái Bạch, đúng không ạ? Thái Bạch quét sạch cửa nhà, nó là một cái sao xấu mà quý vị cần phải đề phòng. Cái sao Thái Bạch còn được gọi là cái sao Kim Diệu Tinh Quân. Nó được xem là một trong những cái hung tinh trong cái hệ thống cửu diệu. Sao này được cho là xấu nhất. Đấy, khi mà gặp cái sao này, nó mang lại rất nhiều cái điều xui rủi và đem lại cái vận xấu. Nó xấu nhất vào cái tháng 9 âm lịch. Bởi vậy nếu gia chủ gặp cái năm mà có sao Thái Bạch chiếu mệnh ấy, thì cũng cần phải cẩn trọng trong cái công việc kinh doanh buôn bán, vì dễ gặp cái hạn tiểu nhân quấy phá, dẫn đến chuyện hao tốn về tiền bạc tài lộc, và rất dễ xảy ra tình trạng là gì? Phá sản mất trắng trong năm. Đó, có một bài thơ nói về cái sao Thái Bạch như sau: Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ huyết máu kỵ giày gươm đao, kim tinh bạch hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền, bi ai tăng khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người bị nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm. Đó, thì ngoài cái vận xui nó mất bát tiền bạc, thì nếu mà ấy, những người gặp sao Thái Bạch cũng dễ gặp cái họa là họa lao tù giam cầm. Đó, vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Bên cạnh đó, trong năm ấy 40 tuổi đúng không ạ, thì nam mạng sẽ gặp cái hạn năm là cái hạn thiên tinh. Đó, cái hạn thiên tinh. Thiên tinh thì nói chung ấy, nó là một cái hạn là chủ về cái chuyện tiền bạc, chủ về chuyện tai tiếng thị phi. Năm 2024, những gia chủ tuổi Ất Sửu gặp cái hạn này thì ít nhiều cũng gặp cái chuyện rắc rối, mâu thuẫn trong chuyện giao tiếp. Nhẹ thì lời qua tiếng lại, buồn vui trong các mối quan hệ. Còn nặng thì có thể xảy ra những cái chuyện tranh cãi thị phi và đánh nhau, dẫn đến là gì? Cái chuyện kiện tụng, đúng không ạ? Không những thế, cái hạn này nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thường xuyên bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan đến cái đường tiêu hóa. Nhẹ thì bị tiêu chảy đau bụng, nặng thì có thể là bị ngộ độc, đe dọa đến cái tính mạng của gia chủ. Đó. Cũng vì lẽ đó mà người xưa có câu là gì? Thiên tinh mắc phải thì họa tai ngục hình. Thì ngoài ra cái hạn thiên tinh nó còn khiến cho gia chủ dễ bị sa sút, luôn cảm thấy là lo lắng, bất an, gia đạo vì thế mà cũng bất hòa. Tình cảm vợ chồng thì cũng dễ bị giãn nứt, dẫn đến chuyện là ly hôn. Đó. Vậy nên trong năm ấy, để hóa giải cái hai cái sao hạn này đi, sao Thái Bạch và cái hạn thiên tinh, thì những gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 năm mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quan Pháp Bảo. Minh Quan Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Đấy, nó được làm bằng bạc. Bạc có tính chất kỵ tà hóa sát. Khi mà chúng ta bị trúng gió, chúng ta thì sẽ sử dụng bạc để cạo gió. Bên cạnh đó thì trên 6 cạnh của cái Minh Quan Pháp Bảo có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Đó. Mặt trước mặt sau thì đều có khắc hình bông hoa sen. Và ở giữa này nó có một cái viên cầu pha lê. Đó. Thì trong này nó có chứa một cái chú Bát Nhã Tâm Kinh và cái hình tượng Đức Phật đang ngồi thiền. Khi chúng ta sử dụng cái đèn, chúng ta dọi qua, dọi từ đằng sau ra đằng trước thì nó hiện ra phía trước cái hình tượng là Đức Phật đang ngồi thiền kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Thì đây là một cái biểu tượng khai sáng trí tuệ, giúp cho quý vị để trở nên minh mẫn hơn, sáng suốt hơn trong mọi cái quyết định của mình, từ đó sẽ tránh được những cái sai lầm đáng tiếc trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Bên cạnh đó, cái Minh Quan Pháp Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên là nó sẽ mang lại cái công năng tốt nhất, chiêu tài lộc và hóa giải những thị phi, hóa giải những vận hạn cho gia chủ, đặc biệt là cái sao Thái Bạch và cái hạn thiên tinh, giúp gia chủ có một năm bình yên, may mắn, cát lợi đầy nhà. Đó. Thì cái Minh Quan Pháp Bảo khi mang theo bên mình thì sẽ được thần Phật che chở độ mạng, và cũng sẽ được thì công đức gia tiên tiền tổ gia hộ độ trì và mang lại cái may mắn cho gia chủ. Đó. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quan Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm mạng. Đó. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 ấy thì chúng ta có là gì? Chúng ta có năm Giáp Thìn này thì sẽ ẩn tàng ba thiên can, đó là Mậu, Quý và Ất. Mậu, Quý và Ất. Đó. Chúng ta có gì? Ất gặp Mậu thì nó là chính tài. Nó là vận chính tài đấy, chính tài trong thiên can ẩn tàng, đúng không ạ? Còn Ất gặp Quý thì nó là gì? Nó là thiên ấn. Ất gặp Ất thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là tỷ kiên. Tỷ kiên, đó. Năm 2024, năm Giáp Thìn, chúng ta có Ất gặp Mậu thì nó là chính tài, đúng không ạ?
Như vậy nó nói lên rằng là gì? Trong năm 2024, những người tuổi Giáp, những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng thì được chính tài nó trợ vận. Vậy nên là con đường sự nghiệp gặp nhiều cái may mắn đầy mình. Những người tuổi 1985 năm Mạng đi làm thì rất chăm chỉ, thật thà, không thích làm ăn gian dối nên là rất được lòng cấp trên. Một số người may mắn sẽ được thừa hưởng cái sản nghiệp của gia đình thì sẽ nhạy bén hơn, dễ tìm được những cái mối làm ăn tốt và thu về được những cái lợi nhuận không hề nhỏ trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái thu nhập của quý vị nó chủ yếu từ cái công việc chính mang lại. Vậy nên là trong thời gian này quý vị cũng dễ có cơ hội được tăng lương, thăng chức. Đó. Vì vậy mà quý vị hãy nắm bắt lấy cái thời cơ này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, chúng ta có Ất gặp Quý thì nó là cái vận thiên ấn. Đó, cái vận thiên ấn. Nói chung ấy, trong năm 2024, những người tuổi Ất Sửu Nam Mạng đấy, được thiên ấn nó trợ lực, nên là những người đang làm quản lý ấy, những người đang làm quan chức ấy, sẽ gặp thuận lợi. Trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ. Hơn nữa, những người tuổi Ất Sửu lại là những người làm việc khôn ngoan, nhạy bén. Nhưng mà chỉ cần thiếu một chút khéo léo trong chuyện giao tiếp thì công việc sẽ được hoàn hảo hơn. Cái thiên ấn nó cũng nói lên rằng là trong năm thì gia chủ sẽ được gì, có được cái tiếng nói, có được những quyết định sáng suốt cho tập thể, cho công ty. Từ đó sẽ giúp cho tập thể mang lại những cái lợi nhuận đáng kể. Đấy, và được mọi người tôn trọng, nể phục. Bên cạnh đó chúng ta có Ất gặp Ất thì nó là cái vận tỷ kiên. Đó. Những người tuổi Ất Sửu gặp tỷ kiên nó chiếu mệnh nên đi làm phải hết sức cẩn thận với cấp dưới, với đồng nghiệp. Không phải ai cũng thân thiện, ai cũng hiền lành và cũng là người đáng để cho gia chủ dốc bầu tâm sự. Khi mà đi làm, quý vị cũng cần phải lựa lời nói kẻo ảnh hưởng đến công việc sau này. Và để hóa giải cái tỷ kiên này, cũng như là cái kiếp tài và cục diện tương phá do cái hạn tiểu nhân nó mang lại, cái hạn thị phi nó mang lại, thì những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 ấy, gia chủ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Tị Dậu Sửu để trợ vận hộ thân, đúng không ạ? Khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó sẽ giúp gia chủ có được cái vận may, đúng không ạ? Nó sẽ sử dụng cái linh vật tam hợp là Tị Dậu Sửu. Nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc thì cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Bên cạnh đó, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình ấy, thì nó sẽ giúp gì hòa hợp các mối quan hệ cuộc sống và sẽ giúp hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi 1985 Ất Sửu Nam Mạng. Cái vòng tam hợp quý nhân này cũng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn cũng như là các năm về sau. Đó. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong năm 2024, năm Giáp Thìn là một cái năm mà khá là chật vật, vất vả và phải nói là gì? Ngậm đắng nuốt cay với những người tuổi 1985, tuổi Ất Sửu Nam Mạng ấy. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn ẩn tàng những cái trong cái thiên can là cái năm của năm Mậu Giáp Thìn ấy, là thiên can là có chính tài thiên ấn nó trợ mệnh. Vậy nên là gì, nếu mà quý vị cố gắng nỗ lực trong công việc, trong cuộc sống thì cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, cũng có tiền bạc đó, cũng có được tiếng nói trong năm. Vì thế mà quý vị đừng ngại gian khổ, đừng ngại khó khăn, hãy cứ nỗ lực phấn đấu hết mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì thần tài sẽ đến, quý nhân sẽ giúp đỡ và quý vị sẽ có được cái tài lộc như ý trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Tuy rằng để có được một cái tài lộc như ý thì quý vị cũng sẽ phải vất vả hơn khá nhiều so với những con giáp khác. Nhưng mà dù sao ấy, thì nói chung ấy, chúng ta vất vả mà có tiền thì cũng đã là một cái điều may mắn rồi. Nhiều người cứ nỗ lực hết sức cả đời mà cũng không đủ ăn ấy. Đó. Vậy nên là quý vị cũng cần phải gì? Cần phải cố gắng hơn nữa để có được cái may mắn tài lộc đến với mình. Thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó, hy vọng những cái thông tin chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ biết đâu là cái cát để chúng ta phát huy, để chúng ta đầu tư kinh doanh để thu thêm một cái tài lộc, đâu là cái vận hạn để chúng ta tránh, đúng không ạ? Để từ đó cũng gì tránh được những cái hung họa nó xảy ra trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.